Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con cừu. Bây giờ mình sẽ tô bạn nè. Như vậy là sản phẩm tối cuối của mình đến đây là kết thúc phần nhập các bạn ơi. Các bạn hãy xem và cảm nhận sản phẩm của mình. Bây giờ mình sẽ tô con lợn nguyên béo bạn nha. Sản phẩm bác sĩ đẹp trai của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Và đây là sản phẩm con bọ cạp của mình đã xong. Các bạn hãy nhớ thấy đẹp hãy cho mình một like, mình đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là hương cuối cùng, mẹ tôi xong nha. Cho mẹ, mẹ tôi mở bỏ vào xanh rồi. Ok, mẹ tôi. Bây giờ sẽ tôi con thỏ vào đây. Có đẹp không? Nếu mà đẹp thì em like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ có một sản phẩm chuẩn chuẩn kia các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình sẽ có một sản phẩm con rắn này. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ có một sản phẩm ngọc trai này. Nhớ là những cái màu đậm đậm nha, tô nhạt nhạt tay nhẹ tay thôi để so bẻ thấy nó dễ. Các bạn, như vậy là mình đã hoàn thiện xong một video tô màu về ngựa vừa bẻ. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con kiều mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Con thỏ mình đã tô màu xong rồi, thì các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là sản phẩm ngọc trai của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn thấy sản phẩm mình đẹp hay ý nghĩa thì cho mình lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn nha. Và đây là sản phẩm chuẩn thủy tinh nha, rất đẹp phải không? Các bạn cho mình cảm nhận bên dưới. Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là mình đã tô xong sản phẩm không mà các bạn nhớ đặt cái like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Cảm ơn từ búa mình đã tô xong. Nếu như các bạn nhớ đặt cái like và đăng ký kênh nha.
cho mình có đẹp hơn. Nhưng mà đẹp hello, xin chào bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video tô màu với con bướm vàng. Bây giờ mình sẽ tô bạn em. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con khỉ. Con khỉ yêu giai đoạn này. Xin chào tất cả các bạn nha. Mình sẽ tô màu sản phẩm con bướm tiên. Các bạn hãy chờ đón xem sản phẩm này. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con cá mè. Bây giờ mình sẽ tô luôn các bạn ạ. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô cây san hô. Bây giờ mình sẽ tô bạn em. Xin chào các bạn nha. Đây là sản phẩm con bỗ hôi. Sản phẩm sẽ tô trong video này hôm nay. Con chúa cứ đen này, mình sẽ tô nó nha. Đây là sản phẩm bắt sâu. Các bạn cũng sẽ đoán mình tô nó trong video này. Các bạn, như vậy là mình đã hoàn thiện xong một video tô màu về con cá mè rồi. Nên các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con bướm vàng. Nên các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong một video tô màu về cây san hô. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là sản phẩm con bướm tiên.